Chào mừng anh em đã quay trở lại với Cú Súp. Hôm nay chúng ta đến với phần 3 trong CD Resident Evil. Nguy cơ tuyệt chủng. Hãy cùng tìm hiểu xem tên tiến sĩ mặt phụ khoa Isaac đã làm gì mà khiến con người có nguy cơ tuyệt chủng và Alice sẽ thoát khỏi sự khống chế của tập đoàn Umbrella như thế nào. Mở đầu bộ phim lại là cảnh Alice tỉnh dậy trong nhà tắm giống hệt với phần 1. Mà ông đạo diễn lần này cắt phần lộ ti rồi anh em ạ. Cô thay bộ váy đỏ đi quan sát căn biệt thự. Alice mở cửa đây chính là lối vào một phòng thí nghiệm được mô phỏng theo tổ ong ở thành phố Raccoon trước kia. Động vào tấm kính, một chút ký ức của cô hồi phục. Cửa đóng sập, hệ thống laser bắt đầu hoạt động. Lần đầu tiên nó cắt mất tí váy, lần thứ hai cắt mất tí gót giày. Alice kịp nhảy lên theo một đường ống, sau đó cô đáp xuống căn phòng thận trọng từng bước. Đẩy chiếc giường chạy theo hành lang, bất ngờ chiếc giường bị cắt làm đôi. Alice may mắn thoát chết. Lấy lại bình tĩnh cô tiến vào. Ngay lập tức hệ thống bẫy được kích hoạt giết chết cô. Alice đau đớn ôm bụng ngã nhoài ra đất. Tiến sĩ Isaac kêu nhân viên lấy mẫu máu và xử lý cái xác. Hóa ra nơi đây chính là tổ ong mới của tập đoàn, nó được đặt trong lòng một sa mạc. Bọn chúng đang thử nghiệm để tạo ra một Alice hoàn hảo như bản thể và nó đã thất bại vô số lần. Xác Alice nhân bản xếp thành hàng dài lôi kéo bọn zombie ở khắp nơi kéo đến. Lúc này trái đất đã gần như hoàn toàn bị nhiễm virus. Cây cối đất đai cũng trở nên khô cằn, con người đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng. Những người sống sót liên tục di chuyển, tránh thành phố lớn. Bởi nếu họ dừng chân quá lâu, bọn zombie sẽ gửi mùi mà kéo đến cả đàn cả đống. Alice cũng đang trên đường tìm kiếm đồng loại, cô nhận được tín hiệu cầu cứu. Alice thận trọng bước vào, một bà lão đang khóc bế trên tay đứa bé cầu xin Alice cứu lấy nó. Nhưng khi cô đỡ lấy thì định mệnh đó lại là một con zombie sơ sinh. Xung quanh xuất hiện một đám cầm súng chĩa về phía cô. Con mẹ quỷ dị trách Alice làm rơi con mình rồi hô hào cả bọn khống chế cô. Bà ta cầm đầu bọn này, cố thủ tại đây phát tín hiệu cầu cứu và tổ chức cướp những người đến. Thằng đội mũ ngược tát Alice, nó muốn rồi nhưng đéo có làm a đâu. Một đá máu mồm nó phun như nước ở đài sen bất tỉnh, không thằng mũ ngược chết luôn rồi. Chúng cướp hết vũ khí của Alice và nhốt cô dưới tầng hầm. Chói tay cô lại, con mụ ra ném xuống chùm chìa khóa. Chúng bắt đầu thả chó zombie ra làm trò tiêu khiển. Nghe con mụ già nó cười ha 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 ớ ơ mà ám ảnh vãi lồn. Alice chạy nhanh lên bức tường đáp xuống, hai con chó đuổi theo một con lỡ đà đâm vào thanh sắt. Rất nhanh chóng cô vặn cổ con thứ hai. Asile thành công tháo còng tay, bọn chúng cũng thả hết đám chó còn lại. Một con xông đến húc ngã Alice, rất nhanh cô dùng dây điện quấn quanh cổ rồi cho nó ăn vài nhát điện lưới. Cô lần lượt chói đám chó vào chiếc cột, bọn chúng điên cuồng nhồng lên. Chiếc cột bị kéo đổ làm màng chân sụt xuống. Alice và đàn chó theo đó chạy lên. Chúng lao vào nhai ngấu nghiến bọn cướp, tiếng cười thay bằng tiếng la, nhưng la thì cũng mặc cha tụi mày. Alice lấy vũ khí rời đi. Lúc này một đoàn xe cũng đang đi qua sa mạc, họ tìm kiếm những người còn sống sót. Con zombie bị tông trúng lại chuẩn bị bò lên, bép một cái, nó bay mất đầu. Tại trụ sở của tập đoàn, những tên cộm cán đang có cuộc thảo luận. Tiến sĩ Isaac đề xuất nghiên cứu cải tạo zombie nhưng tổ chức muốn ông ta tập trung vào dự án Alice. Lúc này đoàn xe đang nghỉ lại tại một thành phố, họ cần bổ sung xăng, thực phẩm, đạn dược hay bất kể thứ gì còn có thể sử dụng. Trong khi đó Isaac đang thử nghiệm trên một con zombie bằng cách tiêm kháng thể vào người nó. Sau khi được tiêm, nhận thức tư duy và khả năng suy luận bắt đầu hồi phục. Nhưng có vẻ nó không muốn chơi mấy trò trẻ con nữa, giật đứt còng tay xông tới cắn chết hai người trợ lý. Isaac lùi ra đóng cửa mặt gã tỉnh bơ, chỉnh lại cổ áo rời đi. Tại điểm dừng chân mọi người đang được chia phần thức ăn ít ỏi. Ali điện cho Oliveira mở rộng chu vi tìm kiếm bằng cách cắm các màn hình cảm biến xung quanh nơi họ nghỉ. Một cơn bão đang đến, mọi người nhanh chóng di chuyển lên xe. Alice nằm ngủ và gặp ác mộng, cô thấy những điều đáng sợ từng trải qua và vô tình giải phóng sức mạnh. Những viên đá bỗng nhiên bay lên cao, cô giật mình tỉnh giấc, chiếc xe cũng vì thế mà tan tành. Thôi ăn lìn, từ mai đi bộ. Cùng lúc đấy, trí tuệ nhân tạo đã phát hiện ra tần số của Alice, nó báo cho tiến sĩ Isaac. Báo động vang lên chỗ đoàn người. Xung quanh họ là những con quạ với số lượng khổng lồ, mắt đổi màu trắng dã. Bọn chúng cũng đã bị nhiễm virus T. Họ đóng hết các ô cửa, tất cả nín thở. Một cô bé làm rơi chiếc non phát ra tiếng động. Ngay lập tức con quạ gầm rú, rồi cả bọn bay lên bao vây đoàn xe. Từng lớp đen nghịt bầu trời lao đến tấn công. Alice đang tảo bộ giữa sa mạc cũng đã thấy sự bất thường của đàn quạ. Chiếc xe buýt không thể chịu nổi, Oliveira và Ali di chuyển họ sang xe quân sự. Đàn quạ vẫn điên cuồng xa xuống, một vài người đã bị chúng ăn thịt. Súng lửa được khởi động nhưng anh ta cũng nhanh chóng làm mồi cho lũ quạ. Súng mất lái quét qua người Oliveira,
Rất may Alice đến kịp thời, cô dùng năng lực của mình chặn đứng dòng lửa sau đó thổi bùng lên thiêu cháy lũ quạ. Lửa cháy rực một vùng trời, xác quạ rơi tả tơi. Có lẽ chưa quen với năng lực mới cô mất sức và ngất đi. Trí tuệ nhân tạo lại báo cáo với Isaac về các tần số vừa nhận được. Nó xác nhận 45% đó là Alice. Và dù bị phản đối, ông ta vẫn tiến hành những thí nghiệm vô nhân tính của mình. Những zombie cải tạo được nhốt với nhân bản của Alice. Mẫu thử nghiệm 87 thất bại. Lúc này mọi người đang tưởng nhớ những người đã chết. Alice tỉnh lại và muốn rời đi để giữ an toàn cho mọi người. Cô biết mình đang bị theo dõi bởi tập đoàn. Oliveira động viên cô, họ ôm lấy nhau cùng những giọt nước mắt. Sau những ngày tháng xa cách, Alice quyết định ở lại. Một tín hiệu của sự sống được thu thập bởi Alice tại Alaska. Họ nói rằng rơi đó đã được cô lập và nó không bị lây nhiễm. Ali triệu tập mọi người lấy ý kiến và tất cả đã đồng ý đến Alaska, nơi cho họ một hy vọng sống. Nhưng nhiên liệu đã hết, nó không đủ cho một chuyến hành trình dài. Họ quyết định sẽ đến Las Vegas để bổ sung. Tiến sĩ Isaac đột nhập vào hệ thống tập đoàn, ông ta ra một chỉ thị cho phép mình điều động toàn bộ lực lượng, vũ khí truy bắt Alice. Những chiếc máy bay nhanh chóng khởi hành, Isaac dựa theo tín hiệu vệ tinh bám theo đoàn xe. Băng qua sa mạc khô cằn, họ tiến vào Las Vegas hoang sơ tiêu điều, cát phủ trắng xóa khắp nơi. Isaac đã đến trước và giăng bẫy, hắn cho chặn đường đi bằng một chiếc container. Cả nhóm buộc phải dừng lại, Alice cầm súng thận trọng tiến về phía chiếc container. Bên trong phát ra tiếng động, cô ra hiệu cho mọi người lùi lại. Ngay lập tức cửa mở, hàng trăm con zombie cải biến lao ra. Súng bắt đầu nổ, nhưng bọn này rất nhanh và mạnh không dễ để tiêu diệt. Chúng xô ngã Ali, cô kịp thời nổ súng, hai viên hai sọ thoát khỏi nguy hiểm. Alice hết đạn, cô giúp phớ gênh chiến nhanh chóng cắt cổ hai tên, rồi bay người đạp gãy cổ tên tiếp theo. Bọn chúng quá đông và dần tỏ ra áp đảo. Oliveira bị hai tên cầm chân kéo lại, rất may anh kịp lấy khẩu súng kết liễu chúng. Còn đang nằm thở dốc thì một con trồm đến cưỡng hôn. Chiến trường trở nên khốc liệt, một vài người đã bị bọn zombie cắn. Alice vẫn thể hiện mình mạnh đến mức nào, tả xung hữu đột giết rất nhiều kẻ địch. Mọi hành động của cô đều bị Isaac theo dõi, ông ta muốn giết Alice lấy máu của cô ấy để tiếp tục thí nghiệm. Becky bị ba tên zombie sâu xé, Ali bắn điên cuồng nhưng mọi thứ đã quá trễ. Trên tòa tháp mọi thứ cũng thật sự tồi tệ, với trí khôn ít ỏi lũ zombie biết cách leo lên và cắn người canh gác. Với sức lực cuối cùng anh lôi hai tên ngã xuống. Trong xe LG phát bệnh tấn công ca mật, Oliveira kịp thời giải cứu cô bé nhưng anh đã bị cắn vào tay. Alice đang cố gắng chống lại sự điều khiển, tập trung cao độ cô dùng sức mạnh của mình phá hỏng vệ tinh. Giận dữ, cô nhảy lên lan can rồi lao xuống cắt lìa đầu hai con thú. Isaac đang cho người khởi động chiếc vệ tinh dự phòng, nó mất 15 giây để hoàn thành. Và thế là quá đủ. Alice tìm được vị trí đạp cửa xông vào. Rất nhanh chóng đám lính canh bị hạ. Isaac lúc này đái ra máu hạ lệnh quay về căn cứ. Trong lúc lên máy bay, hắn bị một con zombie xin miếng thịt ở vai. Về đến nơi, Isaac điên cuồng tiêm kháng thể, do làm trái lệnh tập đoàn ông ta bị thanh trừng. Nhưng virus T đã biến đổi Isaac thành một con quái vật và giết hết đám người. Ở ngoài, Alice đã tìm được nơi hạ cánh của máy bay. Kế hoạch của họ là sẽ cướp nó để đến Alaska. Oliveira ho ra máu, virus bắt đầu phá hủy cơ thể anh. Chia tay mọi người, Oliveira quyết định quyên sinh để mở đường vào căn cứ. Đó là nỗi đau quá lớn với bất kỳ ai ở lại. Họ lên xe bắt đầu hành động. Oliveira mang theo thuốc nổ chạy chiếc xe tải mở đường. Anh đâm thẳng vào đám zombie, tiến tới hàng rào. Bọn chúng quá đông xe lật nhào. Tìm được mẩu thuốc mà thằng nào đó đã găm, châm điếu thuốc lá. Chiếc xe nổ tung. Alice theo đó phá đổ hàng rào lao vào căn cứ. Ali khởi động máy bay. Alice cùng ca mật di tản mọi người rất khẩn trương gấp gáp. Họ thành công lấy chiếc máy bay rời đi. Alice đã chọn ở lại. Tiến vào căn cứ, cô như chết lặng người khi thấy những cái xác nhân bản của mình. Nước mắt chị rơi thì trò chơi cần phải kết thúc. Giận dữ, căm hờn cô xách dao đạp cửa xông vào theo thang máy xuống tổ ong. Nhưng nơi đây cũng đã bị tàn phá bởi Isaac sau khi ông ta biến đổi. Trí tuệ nhân tạo xuất hiện nói cho Alice tất cả sự việc và tiết lộ rằng máu của cô có thể chữa lành virus T. Thiết bị ở đây có thể tổng hợp được thuốc giải chấm dứt dịch bệnh nhưng trước tiên cần tiêu diệt Isaac. Alice được dẫn đường tới tầng hầm nơi hắn bị giam giữ. Cảnh tượng thật khiến con người ta giận tóc gáy, xác chết khắp nơi, mọi thứ tan hoang, ánh điện lập lòe. Trong lúc đứng nhìn một nhân bản của mình trong lồng kính, Alice bị Isaac tấn công. Một dao giữ ngực hắn cúp đuôi chuồn mất. Alice theo vết máu tìm theo. Isaac đột nhiên xuất hiện tấn công từ phía sau. Hắn đã hoàn toàn biến đổi thành một con quái vật gớm ghiếc. Alice chém tới nhưng bị hắn đẩy văng, vết thương hồi phục nhanh chóng.
hắn phóng dài 5 ngón tay tóm lấy bóp cổ Alice. Trong lúc nguy cấp, cô dậm chân xuống sàn, chiếc dao bay lên. Alice thành công bắt lấy con dao chặt đứt tay Isaac. Hắn hồi phục ngay lập tức tấn công. Alice sử dụng siêu năng chặn lại, hất nhẹ đầu Isaac bay 10 mét phá vỡ bức tường. Nhưng việc đó cũng khiến Alice mất sức, cô chưa quen với sức mạnh mới của mình. Isaac quay trở lại, không phải mình mày biết hết đâu, nói đoạn hắn gào mồm lên đẩy văng Alice sang phòng khác. Alice liên tục tấn công nhưng Isaac không hề hấn gì. Ta chính là tương lai. Alice lắc đầu nở nụ cười. Không, mày chỉ là một thằng khốn trong muôn vàn thằng đều. Hóa ra cô đã dụ hắn vào bẫy kéo, tia laser tạo nên tấm lưới cắt Isaac ra thành từng mảnh và dừng trước mặt Alice. Thì ra một nhân bản của cô đã kịp thời ngắt hệ thống phòng vệ. Cùng lúc đó, trong một căn phòng hàng ngàn nhân bản khác đã bắt đầu tỉnh dậy. Phần này đến đây thôi. Hẹn gặp lại anh em trong video sau. Hành trình đầy gian lan của Alice sẽ diễn biến như thế nào? Nhớ đón xem nhé!